Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với blog VietnamThăng.com, nơi chia sẻ những thông tin cập nhật mang góc nhìn quan điểm cá nhân của Thắng về crypto cũng như là B Network. Thì trong những cái tập video trước cũng như postcard trước, Thắng có chia sẻ một số những cái thông tin, có một số thông tin thì khá là tích cực, cũng có một số thông tin thì nó hơi hướng một chút tiêu cực. Đó là những cái thông tin liên quan đến khối Bridge cũng như là những cái thông tin là cái giám đốc tài chính Timothy Lee có vẻ như là đã rời dự án, cũng như là một số mốt họ cũng có những cái thái độ không được hài lòng với cái cách làm việc của Pico Team, cho nên là họ đã đưa ra một cái bản diễn văn hay một cái bản tuyên ngôn gì đó để mong muốn Pico Team họ có thể cởi mở hơn để giao tiếp với cộng đồng cũng như là với đội ngũ mốt và mega mốt. Thì theo quan điểm của em có Thắng thì tất cả mọi thông tin như vậy nó đều có cái góc nhìn tích cực của nó, cũng là một cách để chúng ta có thể có cái sự giao tiếp nó rõ ràng hơn. Còn Thắng vẫn muốn là khẳng định lại đó là cái việc Pico Team họ hoạt động ra sao thì là quyền của họ thôi, chứ mình chỉ đưa ra cái góc nhìn quan điểm đóng góp, chứ họ có làm hay không là cái câu chuyện của họ. Còn chúng ta đã tham gia vào dự án, nó cũng không khác gì chúng ta là một cái người cổ đông tham gia vào một cái tập đoàn, chúng ta mua cái cổ phiếu, nhưng mà đây thay vì chúng ta phải trả bằng tiền mặt mà người ta phân phát cổ phiếu miễn phí cho chúng ta nắm giữ càng nhiều cổ phiếu thì chúng ta càng có cơ hội trở thành những cái cổ đông lớn của dự án, và khi cái cổ phiếu nó có giá trị cao thì chúng ta sẽ được hưởng lợi từ cái điều đó. Đó là cái sự thật, thì đấy là cái mà chúng ta nhìn nhận theo góc độ doanh nghiệp mà nói là như thế. Còn cái giá trị của cái đồng Pi nó được hình thành như thế nào thì rõ ràng Thắng cũng đã có một cái tập postcard nói về cái điều này. Tuy nhiên trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau để chúng ta thử đưa ra một cái góc nhìn là giá trị của đồng Pi là bao nhiêu thì là hợp lý. Đấy, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ áng chừng được cái giá trị đó, chứ còn bây giờ mà bảo một cái giá trị cụ thể thì rõ ràng chúng ta không thể nào biết chính xác một cái giá trị cụ thể là như thế nào. Nhưng tuy nhiên để đạt được cái điều này nó còn cần rất nhiều thời gian, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một số những cái thông tin cập nhật gần nhất ở thời điểm hiện tại đối với Pi Network trước, để chúng ta có được một cái góc nhìn nó chính xác nhất. Ở trên internet thì có rất nhiều thông tin chia sẻ rồi, cho nên là những cái thông tin có thể đúng có thể sai, thậm chí bản thân Thắng cũng vậy thôi, khi Thắng chia sẻ thông tin có thể những cái thông tin Thắng chia sẻ chưa chắc là đúng 100%, hoặc có thể do một số những cái lý do nào đó những cái thông tin đó nó đã lỗi thời rồi. Thì cho nên là nếu như có cái gì mà mọi người cần đóng góp thì cứ để lại phần comment, Thắng sẽ luôn luôn tiếp nhận ý kiến của mọi người để làm sao cập nhật những cái thông tin mới nhất có thể chia sẻ với cô chú anh chị các bạn. Rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề là Pi và Amazon. Rõ ràng đây là một cái câu chuyện muôn thuở mà chúng ta nói quá nhiều trong các cái tập podcast cũng như là nói quá nhiều ở trên internet rồi. Thắng vẫn mong muốn rõ ràng Amazon sẽ có cái sự liên kết với Pi, nhưng ở thời điểm hiện tại rõ ràng chưa có bất cứ một cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là Amazon đã tích hợp API của Pi vào trong cái hệ thống của họ. Bằng chứng thứ nhất là chúng ta khi vào cái cổng thanh toán của Amazon chúng ta chưa thấy có Pi, và cái thứ hai là Thắng cũng đã chia sẻ trên cái Twitter của Thắng ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, là về cái việc là có một cái thông tin chia sẻ của mọi người về cái API của Pi nó được gọi và nó được gắn lên trên cái Amazon. Đây là cái hình ảnh người ta chia sẻ, Thắng cắt từ hình ảnh chính ra, thì người ta nói rằng là Amazon này .com này này là cái việc gọi tên miền và gọi cái API để tích hợp. Thì Thắng nghĩ rằng nếu như giả sử như là nó có mỗi cái chữ Amazon.com đây thì có thể Thắng nghĩ là nó có thể thật, nhưng mà nó lại có cái chữ AWS. Thì AWS nó là cái gì? Thằng đã có giải thích ở đây rồi, là AWS nó là viết tắt của Amazon Web Service. Đây là một cái dịch vụ điện toán đám mây với nhiều mục đích, mà trong đó là một cái thứ nhất là làm server. Thì ai cũng biết rằng là Pi đã thuê cái server của Amazon từ lâu rồi, và nó làm cho những cái máy chủ CDN, gọi là máy chủ tạm thời ấy. Nó lưu trữ dữ liệu thông tin trước, sau đó là nó sẽ gửi dữ liệu thông tin về máy chủ chính sau để nó giảm tải cho cái máy chủ chính. Bởi vì mỗi một cái máy chủ nó sẽ có cái nhiệm vụ khác nhau, thì như vậy nó sẽ khó hơn, nó sẽ khác hơn. Ví dụ như chúng ta là máy chủ chuyên xử lý thông tin về KYC, máy chủ chuyên xử lý thông tin về pnode, máy chủ chuyên xử lý thông tin về bonus chẳng hạn đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có cái sự phân chia cái rõ ràng hơn. Như thế thì cái tải của cái máy chủ nó sẽ
nó sẽ nhẹ hơn, nó không bị quá tải à, thì máy chủ sẽ ít phải bảo trì hơn. Tất nhiên máy chủ nào nó cũng phải bảo trì, nhưng trong quá trình nó chia ra như vậy thì mỗi một phần nó bảo trì thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần khác, và như thế nó sẽ làm cho cái mạng lưới nó luôn luôn thông suốt. Thì ở thời điểm hiện tại cho thấy rằng là nốt nó đang chỉ được chỉ định bởi một số các cái nốt của Pico Team thôi, chứ những cái nốt chúng ta đang chạy ở hiện tại là nốt nó đang là testnet thôi, nên là cái xử lý thông tin của nốt nó là khác nhau. Và trên đây chúng ta thấy rằng là cái API.mainnet của Pi ấy, thì Thắng sẽ ấn nút refresh một lần nữa nhé. Thì ở cái thời điểm Thắng refresh, tức là làm tươi lại cái hệ thống này á, thì cái bố nớt à, cái chuỗi cái khối của nó đang là 10.362.135, và cái khối của Pi nốt là 13 triệu. Chứng tỏ là gì? Là hai cái thông tin giữa khối ở trên Pi nốt và khối ở trên API mainnet nó là khác nhau. Và điều này có thể kết luận rằng là gì, hai cái này nó không giống nhau, một cái là phiên bản V18 hoặc V18, còn một cái kia là V15. Cho nên là tất cả mọi xử lý giao dịch thông tin đều từ Pnode của Picoteam. Khi nào mà chúng ta thấy Picoteam thông báo là có một phiên bản Node mới để cập nhật để đồng bộ với phiên bản V18, thì lúc đó là chúng ta sẽ phải check nếu như khối trong Node của chúng ta nó bằng với cái khối trong Node API này này, thì lúc đó là bạn đã đồng bộ với cái mainnet. Thì khi đó bạn đồng bộ rồi thì tất cả những cái xử lý giao dịch bạn mới nhận được phí à, phí giao dịch. Thì các bạn để ý là chúng ta khi mà giao dịch crypto chúng ta cũng phải trả phí giao dịch thôi à, trả phí giao dịch đó thì cái phí giao dịch nó sẽ dùng làm rất nhiều những cái phần khác nhau. Thứ nhất là để đốt đi à, để tạo ra giảm phát, và cái thứ hai là để chia cho những cái người xác thực giao dịch. Thì sau này cái nhiệm vụ của nốt nó cũng thế, nó cũng chia ra phát thực giao dịch. Thì các bạn lưu ý rằng là cái nốt ở hiện tại là cái phí giao dịch nó là 0.01 pi, và nó chưa có bất cứ một cái dấu hiệu gì thay đổi à, cho cái điều đó. Cho nên là Thắng nghĩ rằng là một trong những cái vấn đề quan trọng nhất để tạo ra được một cái giá trị của đồng pi ấy, nó cũng phụ thuộc vào cái tốc độ giao dịch nữa. Nếu mà cái tốc độ giao dịch cũng như là cái chi phí giao dịch nó cao á, điều đó cho thấy rằng là hệ sinh thái này nó đang lớn, nhưng cái nốt nó không đủ tải cho nên nó phải có cái chi phí giao dịch cao. Và các bạn có thể thấy là cái thằng ETH chẳng hạn, ETH là một trong những cái một trong những cái nền tảng rất là rộng, và nó có rất nhiều những cái hệ sinh thái xoay quanh nó, bao gồm cả hệ sinh thái layer 1, hệ sinh thái layer 2. Thì đối với ETH ấy, thì theo như Thắng tìm hiểu ở trên internet là nó khoảng 11 khách hàng, tức là 11.000 nốt đang chạy cái dịch vụ của Ethereum. Nhưng mà ở trên trang Tradewise người ta cũng có đưa ra phân loại là các cái loại nút trong Ethereum thì có nhiều loại lắm. Ví dụ như là cái vai trò của nó bao gồm là người khai thác này, nốt này thì chuyên để khai thác Ethereum này, cái nốt thứ hai là nốt người xác thực này, nút thứ ba là nút đầy đủ, và nút các ứng dụng nhẹ khách, khách nhẹ. Thì tổng cộng rất nhiều các loại nốt như thế. Thì theo Thắng tìm hiểu trên internet thì đây nó ghi ra là có khoảng xấp xỉ 300.000 nốt như thế trong bốn loại đó họ đã kết nối mạng lưới. Chúng ta phải hiểu là kết nối với mạng lưới chứ không phải là nốt chạy trên mạng lưới, nó khác hoàn toàn theo cái việc là chạy để nhận bonus giống như chạy nốt của Pi. Chúng ta thấy rằng nốt của Pi có rất nhiều, thế nhưng mà nốt để xử lý giao dịch thì lại chưa có. Đây chỉ là nốt chạy thử nghiệm testnet thôi à. Trong đó thì 300.000 này có chỉ có 139 nốt là chạy với cường độ cao, còn đâu là tất cả các cái nốt khác nó chỉ là nốt mang tính chất là chạy ghé vô. Bởi vì là chúng ta thấy rằng trên hệ sinh thái của Ethereum á, thì nó rất là rộng, nó bao gồm rất nhiều mạng. Có thể thấy ở đây, đây là cái mà chúng ta tham khảo thôi nhé. Đây nó chỉ là một phần rất là nhỏ, có thể là còn nhiều hơn. Và trên Ethereum á, nó còn có chia ra làm layer 1, layer 2 đúng không ạ? Layer 1 là chuyên xử lý những cái dữ liệu trực tiếp giữa dự án xây dựng trên Ethereum. Còn layer 2 là nó xử lý ở trên một cái lớp khác, sau đó nó mới xử lý tiếp theo ở trên cái lớp Ethereum kia. Thì nó sẽ nhanh hơn một chút, nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy là chúng ta thấy là như vậy. Hệ sinh thái rộng là một cái điều chúng ta không còn gì bàn cãi đúng không ạ? Và Thắng đã phân tích về cái việc cái layer 1, layer 2 rồi đó, thì chúng ta có thể xem lại ở trên này. Thì ở những cái layer 2 rất là nhiều, như là Polygon, như là Zcashin, những cái dự án gần đây nhất chuẩn bị nó sẽ cho trả airdrop retroactive trong cuối năm 2023 đầu năm 2024. Thế còn về Pi thì rõ ràng là
Chúng ta thấy cái phí giao dịch của Pi đầu tiên nó khác rất nhiều so với phí giao dịch bây giờ. Thì với cái phí giao dịch đầu tiên của chúng ta là nó chỉ có 0,000999 Pi. Thì chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình đây là một cái hệ thống tổng hợp ở trên Internet, từ các cái nguồn trên Facebook nữa. Thì mình có thể thấy là đây là cái phí giao dịch ở cái block thứ 14, hiện tại block 10 triệu rồi. Và đấy, đây là một cái giao dịch từ rất lâu, và nó được Pico Team tạo ra với cái giá trị là 20 tỷ Pi, gần 20 tỷ Pi coin. Thì mình thấy rằng là cái phí giao dịch, phí tạo ra một cái ví nó cũng mất phí chứ, và phí của nó rất thấp như này. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào cái phí này thì rõ ràng là ở cái thời điểm đó là rất ít ví được tạo ra, gần như không có nhiều giao dịch. Vì không có nhiều giao dịch cho nên là cái phí gas nó sẽ rất là rẻ, cái phí này nó rất là rẻ. Nhưng ở thời điểm hiện tại là cái phí gas nó thấy người ta thấy rất là cao, và cái tốc độ giao dịch không thể đoán trước được. Nên là Pico Team phải set up cái tốc độ cái phí giao dịch là 0.01 để tránh cái trường hợp bị nghẽn mạng. Vì thời hiện tại là cái lượng Pi Pioneer rất là nhiều, giao dịch testnet hay là mainnet cũng rất là nhiều. Và có thể là trong một cái trường hợp mà nó có thể họ không xử lý được, nên là họ luôn luôn set up ở cái ví cái phí giao dịch cao nhất, thì nó sẽ xử lý nhanh nhất. Cũng giống như các bạn giao dịch trên Ethereum thế thôi, bạn để phí gas cao thì bạn sẽ giao dịch nhanh hơn, còn không bạn bị treo rất là lâu. Thậm chí có những cái trường hợp mạng nó nghẽn đến cái mức mà bạn phải mất đến 1 đến 2 ETH để bạn mới có thể xử lý giao dịch, thì thời điểm đó chẳng ai người ta dạy gì, người ta ấn xác nhận giao dịch cả. Thì đó, mình có thể thấy rằng cái phí giao dịch nếu mà để tự động thì nó rất chi là tốn kém. Có thể đối với Pi thằng nghĩ là hiện tại nó đang ở gọi là fix fee thôi, tức là cái phí nó cố định, còn sau này người ta sẽ điều chỉnh theo cái hệ sinh thái của Pi nó như thế nào. Thì ở trên cái thông tin này thì lần trước Pi Core Team cũng đã nói những cái thông tin về cái này rồi. Thì chúng ta có thể cập nhật lại một chút. Đó là ở thời điểm hiện tại thì tất cả các cái giao dịch được xử lý bởi một số nốt của Pi Core Team thôi, là từ 4 đến 6 nốt gì đó. Còn sau này khi mà Pi nốt nó được chọn ở cộng đồng ấy, thì lúc đó là cái mạng lưới nó xử lý nhiều hơn, tốc độ nó nhanh hơn, thì cái phí gas người ta sẽ được điều chỉnh hạ xuống. Nếu như mà như sau thì trường hợp là hệ sinh thái nó đủ lớn, ví dụ như có rất nhiều các cái doanh nghiệp họ tham gia vào hệ sinh thái, nếu như mình giữ cái giá trị 0,01 pi giao dịch như thế thì cái giá trị của đồng pi nó sẽ rất là thấp. Nếu như mà giữ như vậy, thắng nghĩ rằng một pi nó không có giá trị cao đâu, và nó chỉ đâu đó loanh quanh 1, 2 đến 10 đô hoặc 30 đô, đã là rất là cao rồi. Nhưng mà bởi vì chúng ta còn có một cái thuật ngữ khác nói về pi, cũng giống như chúng ta thấy Bitcoin thì có cả Satoshi, cái token Satoshi để quy đổi một bao nhiêu Satoshi là lấy được một Bitcoin đó, thì cũng có một cái thuật ngữ nói về cái điều này. Thì nó sẽ có các cái token xây dựng trên Pi để tối ưu, và Pi nó gần như là một cái dạng thức trả phí gas thôi, chứ nó không hẳn là một cái đồng coin chính để sử dụng. Thì cái này nó do Pi Core Team họ quyết định thôi, chứ nó cũng không chính xác được là bao nhiêu hoặc là sử dụng một cách như thế nào. Tuy nhiên á, thì chưa có bằng chứng nào cho thấy là có thể xây dựng một cái blockchain layer 2 trên Pi, cũng như là xây dựng được một cái token nào trên Pi. Nhưng còn có rất nhiều những cái token tương tự xây dựng trên Stellar Blockchain rồi, vì token tiện ích cũng như là token CBTC nó phát triển một cái công cụ cho cái điều đó, và thằng cũng đã giải thích rất rõ là cái quy chế, cái cách làm thế nào để mà phát hành một cái CBDC token cho các cái chính phủ rồi ở những cái postcard trước. Đó. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ thấy là vì PP với Stellar nó gần như là giống nhau, cho nên là nó hoàn toàn có thể làm những cái điều tương tự như nhau. Thế thì thắng nghĩ rằng là sau này thì nó sẽ xét trên phương diện phí giao dịch thì nó sẽ sinh ra cái thuật ngữ Pi và micro Pi nó sẽ trở nên rõ ràng hơn. Thì sau này là chúng ta không hẳn là đã sử dụng Pi nhiều mà chúng ta sẽ sử dụng micro Pi nhiều hơn, bởi vì những cái thứ nó rất là cơ bản theo biểu đồ Maslow là ăn ngủ nghỉ đi lại là chúng ta dùng nhiều, chứ còn những cái khác như là nhà cao cửa rộng xe sang gì đó thì nó là những cái mà nó là những cái sau này. Thì có thể là với những cái giá trị của đồng Pi chúng ta nhìn thấy thì là sử dụng Pi để giao dịch cho những cái sản phẩm giá trị lớn thôi, còn với những cái sản phẩm giá trị nhỏ thì micro Pi sẽ sử dụng nhiều hơn những cái sản phẩm gia dụng hàng ngày. Đó, đây là những cái mà chúng ta sẽ
có thể thấy thì người ta sẽ xây dựng một cái token ở trên mạng P Network, nó có tên là MicroPi. Thì cái token này nó sẽ có một cái công cụ exchange nó phát triển ở trên trực tiếp cái P browser thôi, là chúng ta có thể đăng nhập vào đó, chúng ta kết nối và chúng ta đổi. Ví dụ bạn muốn đổi, nó sẽ có cái tỷ giá đúng không ạ? Mỗi MicroPi phải 1 triệu, ví dụ 1 pi bằng 1 triệu MicroPi đó, thì chúng ta đổi ra 1 triệu MicroPi chúng ta xài, thì chúng ta xài hết thì chúng ta mới đổi lại, hoặc chúng ta có quá nhiều MicroPi chúng ta muốn giữ cho nó thành nhỏ gọn lẹ hơn thì chúng ta đổi thành pi đó, tùy thuộc vào cả cái mục đích của chúng ta. Thì Thắng nghĩ chắc chắn là sẽ có một cái exchange đó, thì Thắng cũng đã có cái podcast phân tích về cái việc là pi sẽ tham gia vào việc swap qua Stellar hay XLM hoặc là XRP rồi. Thì cái đó thì mình phải chờ đợi thời gian khi nào nó xảy ra thôi, vì nếu như hệ sinh thái nó đủ rộng thì nó bắt buộc phải có MicroPi để nó đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm. Và khi cái thuật ngữ MicroPi được chính thức đưa vào P Network thì lúc đó cái giá trị của một đồng Pi sẽ rất là lớn, nó cao hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho nên là tại sao có một đại bộ phận chúng ta nói về cái giá GCV 314.000 đô, cái con số này nó lớn quá, nó rất khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại, nhưng nó không phải là không thể xảy ra. Và khi nào cho thấy thuật ngữ MicroPi thì Thắng nghĩ rằng một giá trị của đồng Pi nó sẽ cao hơn rất nhiều mà cái số mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Thắng nghĩ là như thế đó. Thì cái giá trị của nó có thể là 1.000, 10.000 pi, hay là 100.000 pi, à 100.000 đô chẳng nữa, thì nó cũng hợp lý với cái hệ sinh thái của nó. Nhưng bây giờ chúng ta phải nhìn thẳng vào cái thực tế là nó chưa có bất cứ một cái gì cụ thể mà dùng được trong thực tế cả, một cái rõ ràng. Vì ví dụ ngay cả những cái đơn vị sản phẩm như là Pi Chain Mall, Pi Better Mall, các bạn mua sắm trên đó thì cái giá trị của đồng Pi cho mỗi một cái sản phẩm nó cũng không có sự đồng nhất. Nên là cả lưu ý là khi chúng ta mua sắm trên đó là chúng ta thuận mua vừa bán thôi, chứ không có một cái tham chiếu cụ thể. Thứ hai là khi mình mua sắm thì chúng ta lưu ý là những cái mánh khóe lừa đảo ở trên internet, là người ta làm những cái website na ná như thế thì người ta nhiều khi không biết, thì chúng ta đăng nhập vô đó, chúng ta nhập cái mã ví vào đó là chúng ta mất đi luôn. Để lưu ý về cái điều này. Đó là những cái mà mình thấy rằng là cái tiềm năng về Pi nó rất là lớn. Có thể Amazon, có thể Walmart, eBay, có thể Alibaba, có thể rất nhiều những cái doanh nghiệp hoặc các cái tổ chức chính phủ họ chạy CBDC trên Pi, hoặc họ làm nhận Pi làm cầu nối CBDC, hoặc hay là chúng ta có thể nói là Pi được chọn là một trong những cái dạng tiền tệ được sử dụng trong khối BRICS hoặc khối G7 gì đó vân vân. Thì đó là rất nhiều những cái giả thuyết có thể xảy ra. Tuy nhiên á, là chúng ta phải nhìn nhận thực tế là ở hiện tại thì chưa có, nhưng nếu nó có thì cái giá trị của đồng Pi nó sẽ tăng theo đợt, tăng theo cái hệ sinh thái, tăng theo cái doanh nghiệp đi vào. Và cái điều này rất là phụ thuộc vào pnet.com, phụ thuộc vào hợp đồng thông minh, phụ thuộc vào ví đa chữ ký, phụ thuộc vào những cái bảo mật. Thì cái đó thì chúng ta phải chờ đợi thôi, chứ nó chưa có bất cứ một cái thời gian cụ thể. Còn nếu bây giờ mà Pi lên mainnet mở thì nó cũng lên được, nhưng cái giá trị của đồng Pi chắc chắn sẽ làm cho chúng ta thất vọng rất là nhiều. Vì rõ ràng bây giờ mình chẳng biết là hệ sinh thái của Pi nó đang có những cái gì nó cụ thể cả. Chúng ta không thể nào kỳ vọng là bây giờ mở một cái nó lên 100 đô, 2.000 đô được đâu. Đấy là cái mà mình phải nhìn nhận một cách thực tế. Và nó sẽ vẫn còn dài hơi đấy, thằng nghĩ sẽ còn dài hơi. Mainnet mở không phải là vấn đề chính, mà vấn đề chính là bao nhiêu hệ sinh thái có thể đáp ứng được cái nhu cầu mainnet mở đủ để hấp dẫn các cái pioneer nghĩ rằng Pi là tiền và MicroPi là giá trị tiền tệ nhỏ hơn của nó. Chứ còn bây giờ mà lên mainnet mở một cái thì nó cũng sẽ giống như Corda, sẽ giống như với Metano, nó cũng sẽ xả mầm xuống. Nó là cái sự thật. Thậm chí kể cả những người biết về cái điều đó người ta vẫn sẽ xả, bởi vì người ta vẫn cần một cái khoản tiền thanh khoản để chứng minh rằng là thực sự Pi nó có giá trị. Rõ ràng người ta vẫn sẽ làm một cái điều gì đó để xả bớt đi một tí, để lấy tiền fiat để người ta tiêu thử xem thực sự nó cái thanh khoản nó như thế nào nữa. Thì đó là điều mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Rồi thì trên đây là một số những cái góc nhìn quan điểm cá nhân của Thắng. Thì bây giờ sau cái podcast này chúng ta sẽ tự định hình được là cái giá trị của đồng Pi bao nhiêu là hợp lý. Nó hợp lý dựa trên cái hệ sinh thái, dựa trên cái cổng hub kết nối của nó như thế nào. Và các bạn lưu ý rằng những cái thông tin chia sẻ của Thắng chỉ vì mục đích thông tin và không phải được xem là lời khuyên đầu tư. Thắng không bao giờ khuyến nghị mọi người là gom Pi hay là mua Pi. Đơn giản là chúng ta hãy tham gia Pi với một cái tâm thế là miễn phí, welcome. Và nếu như chúng ta chưa khai thác Pi thì có thể khai thác Pi thông qua đường link giới thiệu của Thắng ở phần mô tả, hoặc đường link giới thiệu của những người bạn mà
để là đang 2 tháng rồi cũng không sao hết. Và hãy luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất bằng cách ấn nút quả chuông thông báo cũng như là nút subscribe kênh YouTube để ủng hộ Thắng trong quá trình làm thông tin chia sẻ với mọi người. Và Thắng luôn luôn cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất đến mọi người sớm nhất, đầu tiên là từ Twitter, sau đó là lấy đến YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast tiếp theo. Xin chào.